Triệu Lệ Dĩnh ly hôn là do mẹ chồng bắt sinh ba con. Triệu Lệ Dĩnh từng suy sụp khóc lóc thổ lộ, nếu mẹ chồng không bắt sinh con liên tục thì cô sẽ không ly hôn Phùng Thiệu Phong. Người hâm mộ rất tiếc nuối khi cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nổi tiếng là con ông chăm chỉ trong làng giải trí Hoa Ngữ, Triệu Lệ Dĩnh đã chấp nhận tạm rời xa màn ảnh để lập gia đình và sinh con. Điều này cho thấy cô thực sự yêu Phùng Thiệu Phong và muốn xây dựng gia đình với nam diễn viên. Vậy tại sao lại có chuyện ly hôn? Chẳng lẽ thực sự là do chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều? Triệu Lệ Dĩnh từng suy sụp khóc lóc, thẳng thắn nói rằng nếu mẹ chồng không yêu cầu cô chuyện quá đáng kia thì cô sẽ không ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Trước những nghi vấn, Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận bà muốn tôi sinh con. Hóa ra sau khi kết hôn, mẹ Phùng Thiệu Phong đã yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ sự nghiệp và tập trung cho gia đình, trọng điểm là sinh ba đứa con cho nhà họ Phùng. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh cho rằng sinh con là chuyện của hai vợ chồng cô, mẹ chồng đã quản quá nhiều, vì vậy quan hệ mẹ chồng con dâu chưa bao giờ tốt đẹp. Phùng Thiệu Phong lại nghe lời mẹ, không dám cãi lời, vì vậy nhiều lần để vợ thất vọng. Cuối cùng khi không chịu nổi nữa, Triệu Lệ Dĩnh đệ đơn ly hôn. Giờ đây Triệu Lệ Dĩnh đã trở về với thời gian độc thân, không hề bỏ bê bản thân hay bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hôn nhân đổ vỡ. Nữ diễn viên thăng hạng nhan sắc, liên tục nhận được nhiều dự án khả quan, sống và làm việc chăm chỉ. Đa số mọi người đều nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh đáng kể khi tạm dừng sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao để lập gia đình và sinh con. Về phía Phùng Thiệu Phong, anh rất từng yêu Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều. Đáng tiếc là duyên phận của họ đã kết thúc và để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ